Hai nhà em có một thành phần bất ổn nha anh em. Đây, đây anh em bắt chuyện anh em ha. Chuyện này là cái chuyện râu nha anh em. Chuyện râu này cũng mấy tháng à. Nó chơi lắc ghê em nè. Con này thì em test mấy chim nhà nè. Em xè mấy chim nhà vô đấu rất lâu nè. Không, không chạy nè. Từ chim già, chim truyền thì nó vô các kiểu là nó quánh hết, nó không sợ nào nè. Đó, em nghĩ ra đây là xin lục nhân có bí ẩn nè nè. Mới phát hiện luôn anh em. Phát hiện ẩm rài mà chưa có thể nào mà công khai công bố cho anh em nè. Bữa nay em mới công khai công bố cho anh em nè. Con này ủ mu là bao chắc nha nè. Để em chú em kè chim vô cho nó chụp cho anh em chơi. Con này là tốt chất cực kỳ luôn em ơi. Chị râu này mới lên mình chơi ghê đó nè. Không có sợ nè, kè chim vô nó chơi không sợ nè. Đó, anh em nào thấy bộ thế này mà lọt xuống mắt thì anh em cứ alo em với anh em. Như thế nào luôn anh em, như thế nào mà cái con này lại hôm nay bị làm như nó bị vô duyên đó nè. Nè, nè. Không phải là tính ra nhiều anh em hỏi em lắm rồi nè, nhưng cuối cùng nó vẫn bị ở nhà, vẫn còn ở nhà em nè. Một con chim mùa nó cực kỳ khó, cực kỳ hung dữ nè. Kè anh em, kè bất cứ con nào vô làm gì nè, chập chà nè, nè dạng nè. Em đưa tay gì mà cũng không sợ em nha. Nó chập chà như vậy mà không rảnh nó chỉ còn ở nhà em hoài. Con này mà có một người thì lại chê cái đuôi nó hơi chà nè. Còn anh em thì nè, em thì em không có quan điểm đâu. Con này nè, như con này nè, em sẽ cho nó du lịch. Thấy chưa? Nó không quan tâm cái em luôn, nó chụp con kia không. Con này vậy mà nó ấy, em cũng bó tay luôn. Nó đặc biệt những con mà anh em chọn mà không, con này mà không lọc mắt cho anh em là em cũng thua luôn. Đó, giữ cỡ vậy nè. Nó dạng, em thấy mức độ dạng nó không nè. Chụp con kêu mà nó không thèm quan tâm, mình phải đồng lòng nè, không quan tâm em luôn. Đó. Con này thì mức độ dữ là khỏi bàn luôn đấy. Thường cỡ vậy nè. Như vậy mà ế mới đau đầu chứ. Ra đuôi nè. Anh em à, con này á, em đánh giá nó khá là che nè. Nó bền lắm luôn á, nhưng mà tại sao nó xè nè. Không phải như người ta, anh ta che thì người ta thích lầu cộng. Cái đuôi này không phải là lãi lòm, nghĩa là cái đuôi này như nó bị sâu ăn á nè. Chứ không phải là tươi nè. Anh em nhìn thấy như tươi, phải sự tươi nè. Vì sâu ăn á nè. Đuôi nó bền mà nó xòe đẹp lắm nè. Bữa nay thì em không có đi bẫy chim đi nè. Em tới nhà. Ở nhà mà em quay mấy chim nè. Giao lưu với anh em chơi nè. Con này mà không có ai nhìn được là em cũng bó tay luôn. Tại vì em nhiều chim quá nè. Em nhiều quá, số lượng như em là rất đông luôn. Em không thể nào mà chạy một lúc hết được. Con em mới chia sẻ với anh em hết em ha. Cái con này mà khi mà em lúc không em muốn chim chơi nó là trầm mà. Nó là vô tư, chơi vô tư nè. Con tới đây chụp. Con này bây giờ là 800k mới giao được chứ nè. Cho anh em khỏi ấy luôn.
em bán cái bữa nay không được nữa nè, em để em chơi lui nè. Bữa nay mà không được nữa là em để em chơi luôn á. Em kêu như vậy luôn, 800k luôn em. Anh em không có chơi thì để em chơi luôn. Anh em có giữ cỡ vậy nè. Đó. Đó. Con này thật cách data luôn á nè. Con chim mùa nó mới vừa thay lông xong luôn, vàng ươm luôn em. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy bây giờ chứ. Cái đuôi này em nếu anh em cũng nghĩ là nó bị sâu lông chứ phải nè. Con này thì nuôi cho nó rớt bộ lông đuôi nó này đẹp luôn ha. Nè. À, chồng con kia không không thèm quan tâm tới tay em luôn em thấy không? Clip này có ai chắc dành riêng cho nó luôn như vậy. Rồi anh em, tuyên bố luôn bữa nay mà không bay nữa là nó ở nhà luôn anh em. Bỏ lực đánh luôn. Còn hay anh em ơi. Truyền đây anh em ơi. Truyền với con mấy anh truyền với mấy con già nữa này nó chụp nhanh nè. Nhiều bữa nay nhiều chuyện đẹp đó nha anh em. Đâu rồi, con truyền này nè. Con truyền này là một con truyền cũng khá là hay nè. Em bẫy cũng lâu rồi anh em. Cũng đang cắm cứng anh em mới lên nè. Đó, anh em thấy bộ thế đẹp không? Ừ con gì đó anh em ha. Những con mà nó chưa có căng thì em chỉ bán anh em tầm 5 tỷ là ok. Con này anh em ủ mua là ok. Khi nào mà đây, con này. Bỏi của em đây. Con này con bỏi em bảy cái em còn là che anh em. Đám cứng rồi em chưa lên trên con này là con beo cái này. Nó cỡ full rồi nhưng mà cái má nó cũng còn một vài cọng trái trắng anh em. Đó. Em chưa lên lầu luôn nè. Em đỡ trong ngu du anh em thấy không? Em học luôn á. Nhưng mà anh em coi cái miệng nè. Em chưa lên lòng thôi chứ còn em mới rảnh lên lòng là ok nè mấy. Nè có giá nữa đó. Có tiền nữa đó. Đó. Hàng nhiều lắm anh em ơi. Nhà em hàng là vô tư luôn. Ở sau hè còn một đống mua hè luôn. Em đánh em biết là một đánh ngày nào cũng 3 con, 4-5 con, 5-6 con anh em. Em vô cám tính là một ngày nhà em là em ăn cho tổng cộng là như là 6 bịch cám anh em, một ngày của em á. Nên là chi phí nó kinh khủng lắm anh em. Anh em thấy mê chứ thật sự là chi phí nhà em một ngày kinh khủng lắm anh em. Đó, em thấy con bổi mà chưa lên lòng không? Cám cứng rồi nha anh em. Em hạt cứng rồi nè mà chưa lên lòng. Đây con nè. Cám hạt cứng rồi đây nè. Còn mấy con này là cái hôm qua đánh anh em. Con này ngày hôm qua với con bên đây anh em ha. Con này ngày hôm qua đánh đó. Đó. Ngày hôm nay thì em giao lưu với anh em ha, mấy cặp chim vậy anh em ha. Đó, anh em có nhu cầu thì alo em đi anh em. Rút rồi coi có thằng nào ấy không, anh em nào mến nữa không. Con này là một con chim beo anh em. Beo anh em có mặt nó mới vừa xong lông nên nó cũng còn mấy cái điểm vàng trên má anh em. Lông nó là cực kỳ đẹp anh em ơi, mướt mượt luôn. Chim này là phải 2 tháng lòng hơn em ha. Cám bao cứng combo gì này anh em, 6 sợi cho anh em ha. Cái lòng mọi người gốc may anh em. Cái cầu gốc rễ may luôn, combo gì 6 sợi cho anh em anh em. Giao lưu với anh em ha. Bữa giờ thì em hít cô anh em, hít cô em còn mấy con anh em. Bữa giờ em không có đi bẫy mà không có bổi nha. Con này là con mồi anh em. Mồi đầu xanh anh em ha. Còn đây một con này con đầu rám nha anh em. Đầu rám nghĩa là đen mà đen ít anh em. Còn con đầu đen này anh em. Em kiếm con dế chút là nghe. Đây con đầu đen này giao lưu với anh em đây. Đó. Cho anh em con hương hít cô nó ăn anh em. Nó ăn cái giò nó kẹp con dế lại nó xé nè. Ở sau này khoe anh em này còn hai con trà lửa nè. Có con trà màu tùm lum luôn anh em ơi. Đó bữa nay ở nhà không có gì. Đi quay chim thì ở nhà quay mấy chim nhà anh em xem ha.
anh em có nhu cầu mà chơi thuốc mật anh em thì anh em có thể anh em liên hệ em nha anh ha, để em có dịp em chia sẻ cho anh em ha. Con này thì không được rồi, con này thì em phải tách nó ra chứ không để gì được anh em ha. Ô nó lắm, nó chụp cái tay em luôn không nổi rồi. 8 xị bay nhanh anh em. Rồi, để em che lại đi anh em ơi, chứ để nó quậy quá quậy à. Ok anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video anh em ha. Hẹn lại anh em những video tiếp theo nha.